Vâng, xin chào các anh chị, lại là tôi đây. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong series video Beauty Marketing by Phan Anh. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học, chuyên gia về marketing online từ 2008 đến nay. Có lẽ là một cái khoảng thời gian làm việc cũng rất là dài và cũng là một trong những người đầu tiên nghiên cứu về thương mại điện tử và marketing điện tử tại Việt Nam, ở tại một trường đại học lớn và đào tạo cũng như tư vấn cho rất là nhiều cái doanh nghiệp cũng như là các cá nhân học các cái chương trình đào tạo của tôi từ đó đến nay cũng rất là nhiều rồi. Có thể nói là một trong những người đi đầu về thị trường và về ngành hàng, về lĩnh vực, cũng có những cái thành công rất là lớn, cũng có những cái thất bại, cũng có những cái trải nghiệm, và tôi sẵn sàng để chia sẻ với các anh chị và các bạn trong series video này là Beauty Marketing, tạm dịch là marketing trong ngành làm đẹp, giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh số. Mục tiêu của khóa học rất là rõ ràng là giúp các anh chị và các bạn là có những cái khái niệm, có những cái kinh nghiệm, có những cái cách thức tư duy, những lời khuyên từ việc là nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khách hàng, lựa chọn sản phẩm, lựa chọn dịch vụ và tính toán về mặt tài chính. Nếu mà các anh chị có cơ sở kinh doanh rồi thì phát triển các cái chiến lược kinh doanh, bán hàng, tìm kiếm khách hàng, thì toàn bộ những nội dung như vậy tôi sẽ nói trong cái bộ khóa học này và rất là chi tiết. Các anh chị thấy đấy, mỗi một cái bài tôi quay nó phải tầm 20 đến 30 phút và rất là chi tiết, nói rất kỹ, có slide đẹp, có slide chuyên nghiệp, chứ không phải là nói dăm câu ba điều. Tôi thì tôi không chê, nhưng mà tôi nói thật là nếu mà các anh chị xem một cái video cứ 3 phút một, 3 phút một thì nói giới thiệu vài câu xong thì chưa biết là nói cái gì, nó đã hết rồi. Thì quan điểm của tôi là phải nói rõ, nói nhiều, nói kỹ, nói chất lượng thì bài vở nó mới hay được, được chưa ạ? Rồi, thế thì tiếp tục. Đây là cái video số 3 trong cái phần 25 mã, một số những cái lời khuyên cho các anh chị và các bạn là khởi nghiệp, kinh doanh và nghiên cứu về kinh doanh và marketing trong lĩnh vực làm đẹp. Đây là video số 3. Vậy thì trong nội dung của video này thì tôi sẽ nói về một số những cái chủ đề như là các cái cách để khởi nghiệp trong ngành này. Thứ hai là các vấn đề về tài chính, đúng không ạ? Và cuối cùng đấy là tôi cũng sẽ kết thúc cái phần 25 mã này trong cái kết luận về những cái vấn đề mà tôi đã nêu. Thế còn sau đó thì chúng ta sẽ bước sang phần số 3. Phần 35 mã là cái phần mà các cái công cụ, các cái chiến lược, các cái quy trình để giúp các anh chị các bạn làm marketing và tìm kiếm khách hàng, thúc đẩy doanh số rất là nhiều. Ok, thế thì để mà khởi nghiệp trong cái ngành làm đẹp này thì tôi nghĩ là có một số cách như sau. Cách thứ nhất là mọi người thường đang áp dụng đấy là đi lên từ nghề. Đi lên từ nghề là như nào? Ví dụ như là mình làm một cái thợ đi làm thuê cho người ta. Mình đến mình học việc hoặc mình bỏ tiền ra học một cái khóa học full xăm, full mày, hay là một cái khóa spa trị liệu, hay là một cái khóa hiểu về làn da, hay là một cái khóa xoa bóp bấm huyệt gì đó đấy, hay là một cái cao hơn nữa là các bác sĩ, y sĩ hoặc là y tá trong cái lĩnh vực này, thì chúng ta có thể đi lên từ nghề hoặc là chúng ta làm trong cái lĩnh vực đấy, chúng ta tách ra đấy. Thì cái đây là một cái xu hướng mà rất là phổ biến trong các ngành nghề chứ không phải chỉ riêng trong ngành làm đẹp đó. Thứ hai là các bạn bán các sản phẩm và dịch vụ, đúng không? Các bạn lựa chọn bán các sản phẩm như là mỹ phẩm, hay là các cái thực phẩm chức năng, hay là các cái thực phẩm làm đẹp, và các bạn trở thành những người bán hàng giỏi, các bạn có nhiều đại lý, có nhiều nhà phân phối trong tay. Đấy. Hoặc là thứ ba là các bạn có thể là dạng là các nhà đầu tư, mình có thể không có nghề, hoặc là có nghề hoặc là có ít nghề tùy mình, nhưng mà mình đầu tư vào cái lĩnh vực này. Đấy. Mình thuê người làm chuyên nghiệp marketing thì thuê người marketing, kinh doanh thì thuê người làm kinh doanh, kỹ thuật về mổ xẻ thì thuê người mổ xẻ, mình thuê được hết, chẳng có vấn đề gì cả, đúng không? Thì đấy là những cái cách mà chúng ta sẽ khởi nghiệp. Đấy, thế thì nếu mà mình đi lên từ nghề thì mình làm thế nào? Thì mình sẽ phải đi học nghề, đúng không? Học thành thạo vào, nắm bắt được hết các kỹ thuật của nghề nghiệp, rồi kết hợp thêm các cái kiến thức về kinh doanh marketing khởi nghiệp nữa, thì mình bắt đầu ra, mình chọn trường, chọn thầy, chọn cái người chủ, người ta làm, người ta dạy dỗ mình tử tế. Sau đó thì mình cũng cần phải có những cái chứng chỉ, chứng nhận trong ngành, chứ không phải cứ thế là đùng đùng giật giật về là mở đâu.
có thể là thị trường người ta đi quản lý, người ta lại phạt, người ta lại xin tiền, đúng không? Hãy giỏi nghề, hãy chắc chắn một cái lĩnh vực gì đấy thì hãy mở đấy, và chuẩn bị vốn liếng một chút. Đấy. Thứ hai là mình sẽ bán sản phẩm, đúng không? Mình bán sản phẩm thì mình lựa chọn những cái sản phẩm tốt để bán, những cái sản phẩm phù hợp. Đấy. Thì tôi đã nói ở cái phần chiến lược sản phẩm rồi, thì bạn xem lại cái video trước đấy. Đấy. Thì chúng ta phải trở thành những người bán hàng tốt nhất, đúng không? Bằng cách là chúng ta phải biết phát triển hệ thống, bằng cách viết chốt đơn, xây dựng đội nhóm, quảng cáo, làm thương hiệu, rồi thì bán hàng, rồi đi chào các đại lý, vân vân, có rất nhiều các cái phương pháp. Thì tôi cũng có cả cái bộ khóa học kinh nghiệm sale, là dạy kỹ năng rồi đàm phán, kỹ năng chốt đơn, kỹ năng thấu hiểu khách hàng, vân vân. Đấy là bộ kinh nghiệm sale, các bạn có thể xem thêm. Và phía cuối của những cái video này, trong phần 3, thì cũng sẽ nói rất nhiều các phương pháp. Thế thì khi bán sản phẩm thì phải lựa chọn sản phẩm tốt, sản phẩm phù hợp với tập khách hàng mục tiêu, với cái tính năng, với cái công năng, rồi thì với cái tính cách con người mình. Rất nhiều người muốn kiếm tiền nhanh thì bán những cái sản phẩm có lợi nhuận cao nhưng mà chất lượng thấp. Đấy. Và những rất nhiều người thì lười học, nhập hàng về không biết làm nào, ù lì. Đấy. Và cảm thấy rất là bế tắc. Thế thì khi mà mình chưa sẵn sàng thì mình cũng đừng lên, đừng có nghe những người người ta mời, người ta dụ dỗ là bán đi kiếm được nhiều tiền lắm, rồi thì cái này lợi nhuận tốt thì chị sẽ hỗ trợ cho thế này thế kia. Mình phải sẵn sàng, mình phải quyết tâm, mình phải có những cái kinh nghiệm nhất định, rồi thì mình hãy hãy làm, thì cái rủi ro nó sẽ tốt hơn rất nhiều, đúng không? Giảm đi những cái rủi ro. Cái dạng thức thứ ba là chúng ta là những cái dạng là nhà đầu tư, đúng không? Thì chúng ta xác định là chúng ta hùn vốn, thì chúng ta hùn vốn cùng với một vài người thôi. Đấy, cổ đông thì cũng đừng có nhiều quá, xong thì chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Rồi thì cái quy mô ở đây thì chúng ta cũng lựa chọn các quy mô là vừa hay là nhỏ hay là lớn, đúng không? Làm một cái hay là làm chuỗi ngay thì chúng ta phải xác định. Đấy, chúng ta cũng chuẩn bị dòng tiền đầu tư kinh doanh sản phẩm hay dịch vụ, làm spa thông thường hay là làm spa dạng là spa clinic, đúng không? Hay là dạng bệnh viện cao hơn nữa. Đấy, là đầu tư rất là lớn, có thể lên tới hàng trăm tỷ. Đấy, chúng ta cũng có thể là làm ngay từ đầu, hoặc là nhận nhượng quyền, hoặc là góp vốn với những cái đơn vị khác. Một cái đơn vị đang thành công rồi mình có thể vào mình góp vốn cùng, cũng rất là hay. Mình cũng phải lựa chọn các cái mô hình kinh doanh phù hợp, mình cũng phải tính toán những cái cổ đông vào, chứ không phải là bây giờ mình cần thì mình lôi nó vào, xong mình không cần mình lại đá nó ra. Đấy, thì người Việt hay có cái xu hướng nghĩ ngắn như vậy. Ok, mình làm những cái mô hình cụ thể như là spa hay là spa trị liệu hay là bác sĩ hay là vân vân, đúng không? Rất nhiều những cái dạng mô hình đây này, trong này nó liệt kê ra spa hàng ngày này, mini spa này, rồi thì phục vụ tại chỗ này, rồi thì dạng là resort spa này, hay là clinic spa này, hay là những cái dạng gọi là vật lý trị liệu cũng có thể là được một cái dạng như vậy. Đấy. Ok, nội dung tiếp theo thì tôi cũng nói về một số những cái lời khuyên liên quan đến tài chính, đúng không? Khi bạn làm thuê thì bạn chỉ cần quan tâm đến là làm sao khách hàng người ta hài lòng và bạn nhận lương đi làm đầy đủ. Nhưng mà khi bạn làm chủ thì câu chuyện nó sẽ khác. Tôi sẽ lấy một cái hình ảnh như này cho dễ hiểu này. Tôi có một anh bạn là anh ấy làm đầu bếp, anh nấu ăn rất là ngon, anh được cái giải thưởng lớn về nấu ăn. Thế sau đó anh ấy rất là tự tin về nghề và anh ấy ra anh mở nhà hàng. Thế thì khi mở nhà hàng thì anh ấy không thành công, khách hàng cứ vắng 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 và không không có khách. Sau đó anh ấy nghĩ rằng là mình chọn địa điểm sai, mình chọn mô hình sai, anh lại khởi nghiệp lại lần thứ hai, và tương tự như thế anh khởi nghiệp lại lần thứ ba, và đến bây giờ thì anh ấy không còn có ý định làm nhà hàng nữa, bởi vì ba lần quá tang ba bận anh ấy rất là sợ, anh ấy thua lỗ hết rồi vay mượn này. Và anh ấy biết rằng là anh không có cái khả năng kinh doanh ngành nhà hàng. Thế cũng có một cái khách hàng của tôi là chủ của rất nhiều các cái cửa hàng nhà hàng lớn đông khách, anh này anh không biết nấu ăn, không biết nấu ăn, nhưng mà mở nhà hàng nào dạng đông. Thế thì sự khác biệt của một đầu bếp và một chủ nhà hàng, sự khác biệt của một thợ kỹ thuật làm spa, làm thẩm mỹ, hay là một người bán lẻ cái mỹ phẩm đấy, với lại một cái người chủ cơ sở kinh doanh ngành làm đẹp, khác nhau cái gì? Thì cái người đầu bếp người ta chỉ tập trung vào nguyên liệu, vào gia vị, vào lửa, vào muối mắm,
Đấy, thế là ngon, thế là khách ăn khen ngon, thế thôi, xong. Thế là hết, chấm công, chấm việc đầy đủ và nhận lương. Thế nhưng mà một người chủ nhà hàng thì người ta phải quan tâm đến đầu bếp, phó bếp, rồi thì phụ bếp, tóm lại là nhân sự, đấy, phục vụ, đấy, rồi thì kế toán, tài chính, dòng tiền, mở địa điểm ở đâu, trang trí như nào, rồi thì marketing quảng cáo ra sao, rồi thì đối xử với nhân viên ra sao, rồi đối xử với chính quyền ra sao, vân vân. Làm thế nào để khách đông, làm thế nào để khách tái mua, làm thế nào để có doanh thu lợi nhuận tốt, trăm dâu đổ đầu tằm. Thế còn ông đầu bếp thì ông ấy chỉ cần là gì? Nguyên liệu, công thức, mắm muối, lửa, cơ bản thế là xong. Cơ bản thế là xong. Cái sự quan tâm của họ nhỏ hơn rất nhiều so với một người chủ. Tương tự như vậy, bạn làm kỹ thuật viên đúng không? Bạn xoa bót, bạn bấm huyệt, bạn massage, bạn bôi thuốc này thuốc kia, rồi bôi mỹ phẩm này mỹ phẩm kia cho khách. Không phải là cái việc của bạn làm dễ hay là làm khó, mà ý tôi muốn nói là cái nghiệp vụ của bạn làm nó chỉ gói gọn thế thôi. Hay là nếu bạn là bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ đúng không? Thì bạn có thể mổ xẻ, bạn phanh ra, xong đó bạn nhét đồ vào, xong bạn lại đậy nó lại, bạn làm rất giỏi. Thế nhưng khi mà bạn làm CEO của một cái bệnh viện thẩm mỹ hay là một cái cơ sở thẩm mỹ thì bạn bắt đầu là bạn không kiểm soát được nhân viên, bạn không biết kiểm soát dòng tiền, bạn không biết làm marketing, bạn sẽ thua lỗ. Đấy là cái sự khác biệt rất 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 lớn của một cái người làm thuê với một cái người làm chủ. Thế thì một người làm chủ mà có kỹ thuật thì rất là tuyệt vời, nhưng một người làm chủ có kỹ thuật phải có tư duy về kinh doanh, về bán hàng, về marketing, mình phải thạo như đấy, về quản trị, phải ra quyết định tốt, thì khi mình có những thứ đấy trong tay thì mình khởi nghiệp sẽ thành công, mình làm sẽ thành công. Và toàn bộ những cái bài học, những cái bộ video này là muốn nói đến cái điều đấy, đúng không? Từ sản phẩm, từ dịch vụ, từ địa điểm, từ con người, từ tài chính, từ marketing, từ bán hàng, từ quản trị, tôi nói hết. Đấy, thì có thể nó cũng có những cái điều nó chưa sâu, hay là có những cái điều nó cũng chưa xác thực, nhưng mà cơ bản là nó đầy đủ, cơ bản là nó thiết thực cho các bạn, để các bạn có tư duy, các bạn có suy nghĩ và các bạn làm theo. Ok. Bài học về tài chính thì chúng ta cần quan tâm đến cái gì, đúng không? Đấy, chúng ta sẽ trả lời cho một số câu hỏi là chúng ta có bao nhiêu tiền để đầu tư, tiền của mình là bao nhiêu, đi vay là bao nhiêu, lãi suất vay là bao nhiêu, đấy, và dòng tiền kiểu như là tiền đầu tư là bao nhiêu, rồi thì vốn lưu động là bao nhiêu, vốn lưu động là cái mình phải xài hàng ngày, đúng không? Đấy, thế rồi thì nếu mà mình phải đi vay thì mình còn những cái tài sản thế chấp nữa hay không? Rồi thì mình phải tính toán chi phí đầu tư rất là chi tiết. Chi phí đầu tư ở đây ví dụ như là mặt bằng này, nhà cửa này, trang thiết bị nội thất này, máy móc này, rồi thì biển bảng này, rồi thì nhập mà thuốc thang mỹ phẩm về, thì đấy là cái chi phí đầu tư, đúng không? Tất cả những cái đồ như vậy mình phải đầu tư. Thế bao nhiêu mình phải yêu cầu là các cái bên đối tác hoặc là kế toán của mình phải bóc tách rất chi tiết trong một cái bảng Excel rõ ràng ra. Và mình trả lời cho câu hỏi là liệu có thể tiết kiệm được hay không? Liệu mình có thể mua những cái sản phẩm dịch vụ cũ để thay thế? Ví dụ như cái giường chẳng hạn, mình có thể mua cái đồ cũ để cho nó rẻ, mình sơn lại. Nhưng mà cái máy mình có thể mua một cái máy đắt tiền nhưng mà cái nó cũ, một cái đơn vị nó phá sản, thì mình mua được nó sẽ rẻ, cái hiệu suất đầu tư của mình sẽ tốt nhá. Phải tính rất là rõ ràng ra đấy. Và cố gắng cái mức độ dự toán ngân sách thì nó phải chính xác tầm 90-95%, chỉ cho phép du di 5% thôi, chứ bây giờ dự toán là nó lại vống lên độ 200% thì chết, đúng không? Rồi đấy, ok. Thế rồi thì tiếp tục là chúng ta phải tính toán đến khả năng bán hàng, liệu rằng là một ngày ta có bao nhiêu khách, bao nhiêu hóa đơn, mỗi hóa đơn bao nhiêu tiền, và cái lợi nhuận gộp của chúng ta là bao nhiêu, lợi nhuận ròng của chúng ta là bao nhiêu dự kiến, đúng không? Chúng ta cũng phải lập cái bản dự toán như vậy, và chúng ta phải chạy một cái công thức và chạy một cái mô hình doanh thu giả định. Thế nào gọi là chạy công thức mô hình doanh thu giả định? Thì mình phải giả định rằng là bây giờ tôi đầu tư như thế này thì điểm hòa vốn của tôi là, thí dụ như là tôi tính điểm hòa vốn của các bạn là chẳng hạn như là 1 tỷ một tháng đi, tôi lấy ví dụ như vậy. Thế thì tương đương với một tháng là bạn có 30 ngày, bạn lấy 1 tỷ bạn chia cho 30 ngày,
Thì bình quân mỗi ngày là bạn cần phải có khoảng độ 35 triệu doanh thu. Thì đấy gọi là điểm hòa vốn của tháng là 1 tỷ. Điểm hòa vốn của ngày là liên quan đến theo ngày là 35 triệu. Nhưng mà theo ngày như thế vẫn chưa chuẩn, đúng không? Thì chúng ta lại tiếp tục, chúng ta chia một tuần có 7 ngày. Thì chúng ta cứ liên tục như vậy nhân 4 lần lên là 28 ngày. Thế thì cái ngày thứ hai thì mình phải cho nó cái doanh thu 20 triệu thôi. Nhưng mà cái ngày thứ bảy và ngày chủ nhật thì mình có thể cho nó doanh thu đến 50 triệu, tôi giả sử như vậy. Tùy vào cái ngày nào nó đông. Đấy. Chứ không phải là mỗi ngày 30 triệu, 35 triệu bình quân, đấy là mình chia sẻ bình quân, còn sau mình bổ tiếp. À, ngày hôm nay 20 triệu không đạt thì ngày sau nó phải gánh. Đó. Thế rồi, bây giờ 20 triệu mình lại quy đổi ngược lại là bao nhiêu hóa đơn, mỗi hóa đơn bình quân là bao nhiêu tiền là mình phải tính được. Đấy. Xong đó là mình phải trả lời cho câu hỏi là mình phải bỏ ra bao nhiêu tiền quảng cáo cho nhân sự, cho nhân viên, thưởng, chi phí marketing, cho công cụ, đấy tất cả những cái thứ đấy mình gói lại. Bao nhiêu tiền về mặt giá trị tuyệt đối, chiếm bao nhiêu phần trăm doanh thu hoặc chiếm bao nhiêu phần trăm lợi nhuận để mà có được cái lượng khách hàng. Bây giờ tôi tính điểm hòa vốn là 1 tỷ. Mỗi ngày tôi phải có được 35 triệu. Nhưng mà làm thế nào để có được 35 triệu? Giả sử bây giờ mỗi một khách hàng vào đấy sẽ chi tiêu một cái hóa đơn bình quân là 2 triệu. Có thể có khách 10 triệu, có thể có khách 500, có thể khách 5 triệu, 3 triệu. Nhưng mà tôi lấy giả sử bình quân là 2 triệu. Thế thì bình quân 2 triệu thì như vậy mỗi ngày bạn sẽ cần 17 khách hàng. Đấy. Thế còn bình quân là 3 triệu thì mỗi ngày bạn sẽ cần khoảng 12 khách hàng. Thế giờ câu hỏi là làm thế nào bạn có 12 khách hàng? Đấy, thế thì mình sẽ phải tính, ví dụ tháng đầu tiên thì 100% khách phải mới. Tháng thứ hai thì có thể là 80% khách mới, 20% khách tái mua. Tháng thứ ba là có thể 70% khách mới và 30% khách tái mua. Ví dụ như thế, mình phải tính hết nha, mình phải tính hết. À, đấy là bài toán giả định. Thế rồi thì mình lại phải tính tiếp này. Bây giờ mình chạy một cái phễu, tôi cho bạn một cái body massage, tôi cho bạn một cái gói làm mặt cơ bản đấy, 3 buổi. Thì một cái gói như vậy mất 500 nghìn. À, thế thì 100 người tới dùng cái gói này thì có 20 người chuyển đổi. Mình phải tính là bao nhiêu tiền một khách tới, xong rồi bao nhiêu khách sẽ chuyển đổi, mỗi một khách chuyển đổi bao nhiêu tiền. Thế cứ quy đổi ngược lại tính thành công thức ra nha. Cứ quy đổi từ kết quả sẽ ra dần 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 như thế. Thế sau đó thì mới trả lời được câu hỏi là liệu cái business này nó có tốt hay không, chứ không phải là cứ cắm cúi vào mà làm đâu nha. Có những người làm quán cà phê chỉ cần nghĩ là một ngày bán 2 cốc cà phê đã hòa vốn rồi. Thế nhưng mà một ngày không có nổi 2 cốc cà phê luôn, vẫn lỗ. Mở ở nhà mình bàn ghế thì tận dụng, nhưng mà một ngày chỉ có ruồi nó tới, nó chả có người. Thế nhưng mà một cái quán nó thuê có thể đến 200 triệu tiền mặt bằng thì nó vẫn hòa vốn, thậm chí mỗi tháng nó lãi 200-300 triệu. Đấy, tôi có bạn học trò mở một cái quán cà phê, tôi không tiện nêu tên thương hiệu đấy, ở giữa ngã tư, một cái ngã tư rất là đông đúc trên phố cổ. Bạn ấy thuê mặt bằng là 120 triệu một tháng. Thế nhưng mà tháng đầu tiên mở ra phát là lãi 300 triệu ngay. Một năm đầu tiên bạn ấy hòa vốn, bạn ấy tất cả bạn ấy đầu tư ra hết 2 tỷ 8, bao gồm phí nhượng quyền, phí setup, rồi phí này phí kia, rồi vân vân. Bạn ấy ném ra 2 tỷ 8 tiền mặt, nhưng tháng đầu tiên lãi ngay 300 triệu, và trong vòng 1 năm đầu bạn ấy thu hồi gốc. Như vậy 12 tháng là bạn đã thu được 100% gốc, bình quân mỗi tháng lợi nhuận rơi vào khoảng 10% chi phí đầu tư. Quá ngon lành cành đào. Hết 1 năm, thế là sau đó bây giờ đến năm thứ 2 thì cứ như thế là lãi ròng lãi ròng lãi hết. Bởi vì năm đầu tiên đã thu hồi toàn bộ gốc rồi. Bỏ ra 2 tỷ 8 thu đủ về 2 tỷ 8 rồi. Sau đấy là cứ thế làm thôi, rất là ngon lành, đúng không? Nhưng mà bạn đấy là may mắn. Bạn ấy may mắn rất nhiều bởi vì bạn ấy chọn địa điểm tốt, bạn ấy có cái linh cảm tốt. Chứ còn thật ra bạn ấy không hề tính toán như tôi dạy đâu. Chứ còn nếu mà các bạn mà như tính toán như tôi dạy thì các bạn sẽ thấy rất là ok. Mình nhìn thấy là có làm được hay không là dựa vào các cái tính toán về tài chính. Đấy. Thì tôi khi mà tôi tư vấn cho các anh chị các bạn như vậy là tôi sẽ phải xem xét tình hình kinh doanh, doanh số, tình hình tài chính, công nợ rồi vân vân. Nhân sự tôi sẽ tư vấn cho các bạn bằng bằng số liệu đàng hoàng. Bởi vì tôi có thể nói dối, nhưng mà con số, số liệu thì không bao giờ nói dối nha. Và như tôi đã nói trong một cái video trước đó là gì? Bạn ra quyết định dựa trên số liệu thống kê,
bạn ra quyết định dựa trên các số liệu chính xác. Còn khi nào mà những số liệu cung cấp cho bạn đủ rồi nhưng bạn vẫn không có khả năng ra quyết định, thì lúc đấy bạn mới dùng cảm tính bằng cái khả năng thiên bẩm về CEO của bạn, bạn quyết định. Thấy chưa? Đấy. Tiếp tục là nếu như mà ta không bán được thì ta có thể cầm cự được trong bao lâu, ta cần phải có vốn gọi là vốn lưu động, đúng không? Đấy thì ta đi vay đi mượn hay tiền ta có. Có những người người ta nhiều tiền lỗ cả năm, ok. Thậm chí có những người ta rửa tiền là thế nào? Ta kinh doanh một cái gì đó rất là lợi nhuận phạm pháp, ví dụ như lô đề cá độ bóng đá hay là cho vay nặng lãi hay là một cái lĩnh vực trốn thuế nào đó, người ta bắt đầu người ta muốn che đậy một cái mảng kinh doanh hợp pháp của người ta, thế bắt đầu người ta mở cái ngành này ngành kia kinh doanh cho nó vui. Thì như thế cái thuật ngữ đấy người ta gọi là rửa tiền. Thế thì lỗ cả năm, lỗ 2 năm thoải mái, mỗi tháng vứt vào đấy vài trăm triệu hay cả tỷ thoải mái, đúng không? Thế nhưng mà nếu mà mình chỉ có vài trăm triệu, 100-200 triệu hay là 500 triệu, 1 tỷ mình đầu tư thì mình phải tính, đúng không? Mình phải tính là 3 tháng, 6 tháng, 1 năm không bán được thì sao? Phải đưa ra các kịch bản lỗ, kịch bản hòa, kịch bản lãi. Đấy, 3 kịch bản. Kịch bản lỗ thì lỗ bao nhiêu? Thì như vậy nhân lên mỗi một cái kịch bản 1, 2, 3 đấy lại có thêm 3 kịch bản nữa là tổng là 9 kịch bản. Và với mỗi một kịch bản như vậy thì giải pháp của ta là gì? Nếu như mà mình đã có giải pháp rồi thì cứ yên tâm mà làm thôi. Đấy. Chứ còn người Việt mình kinh doanh thì có xu hướng là rất là ngắn, là cứ mở ra không bán được thì lại đổ cho số trời, đổ cho Covid. Covid năm vừa rồi là cứu bao nhiêu thằng làm ăn thua lỗ đấy. Có lý do để đóng cửa, có lý do để đổ tội, đúng không? Chứ không phải là do mình không có kỹ năng bán hàng, không có kỹ năng marketing, không có kỹ năng quản trị, mà này là do Covid. Đổ lỗi cho cái thằng Covid đấy. Cái thằng này ở đâu thì không biết. Ok. Tiếp tục. Nha, ok, đấy. Mức độ đầu tư là bao nhiêu tiền, máy móc sản phẩm và tính toán. Ok. Tính điểm hòa vốn thì tôi đã dạy mọi người rồi. Tính điểm hòa vốn thì lấy tổng chi phí đầu tư cho một tháng, bao gồm chi phí cố định và chi phí biến đổi, chia cho số ngày là ra. Không biết làm thì cứ ngồi viết ra. Thế còn biết làm thì lập bảng Excel, hoặc là không thì yêu cầu kế toán hoặc yêu cầu tài chính, hoặc là thuê mướn người ta làm cho chuẩn đét luôn thì mình quyết định đầu tư hay không, đúng không? Thật là tôi biết là lập một cái kế hoạch nha, tôi có thể lập cho các bạn một cái kế hoạch mà chính xác gần như là từ 90-95%. Phân bổ doanh số, phân bổ chi phí theo từng ngày, từng hạng mục. Thì như thế người ta làm dự án nó mới chuẩn, chứ không phải mình vẽ hươu vẽ vượn đâu nha. Tính lượng hóa đơn, tính từng cái chi phí chuyển đổi cho từng khách hàng, từng hóa đơn một chiếm bao nhiêu phần trăm, rồi làm sao để có được khách hàng, vân vân. Đấy, thì rất là hay. Được chưa? Rồi, nội dung tiếp theo là sau khi có tiền thì ta sẽ phải thuê mướn địa điểm, chúng ta phải thiết kế cửa hàng, cửa hiệu, đúng không? Thế thì chúng ta phải có logo, phải có tên và phải đăng ký được thương hiệu với Cục Sở hữu trí tuệ. Đấy. Cái việc này thì chúng ta liên hệ với các văn phòng luật sư, hoặc là chúng ta trực tiếp làm với Sở hữu trí tuệ, ví dụ như là Phan Anh Spa and Clinic, hay là Phan Anh Cosmetic, hay là PA Natural, vân vân, những cái thương hiệu như vậy. Thiết kế một cái logo, nếu mà các bạn cần thì tôi sẽ thiết kế cho các bạn, vì tôi có đội ngũ media trong tay, có thể thiết kế, và tôi cũng thiết kế cho rất là nhiều thương hiệu thành công rồi. Đấy. Tôi đã có khả năng nhiếp ảnh từ năm 2007, đã từng đạt giải thưởng nhiếp ảnh quốc tế đàng hoàng đấy. Nhưng mà bây giờ tôi theo nghề marketing thì tôi cũng không ít show off thôi. Thế thì ok, thiết kế thương hiệu, có tên, lựa chọn thương hiệu cho nó phù hợp, màu sắc thương hiệu nổi bật, được chưa? Và phải đăng ký được sở hữu trí tuệ, rất là quan trọng nhá. Khi mà mình thiết kế cửa hàng cửa hiệu thì mình, lời khuyên của tôi là nên tự đi mua đồ, và có thể là sử dụng những cái đồ second hand còn tốt để tiết kiệm chi phí, đúng không? Và tăng cái khả năng thu hồi vốn lên. Đấy. Cái gì mà đầu tư được cũ thì đầu tư, cái gì bắt buộc phải mới thì phải mới. Ví dụ như máy móc mà đồ tốt của Nhật, của Hàn thì nó có thể là vẫn hoạt động tốt thì mình dùng. Giường chiếu thì mình vẫn có thể là mua những cái cũ đồ xịn nhưng mà mình mông má sơn sửa lại, tiết kiệm rất là tốt. Đèn đóm cũng như vậy nha, không phải cái gì cũng mới tinh mới tình là tốt đâu. Đấy, nha. Những cái cửa hàng thanh lý rất nhiều. Tại vì sao? Thì tôi nói nhỏ là có thằng
mở ra thì cũng có thằng đóng vào. Đấy, thằng đóng thì làm mới thì nó đắt, chứ còn đi bán thanh lý thì toàn rẻ nửa mới rẻ 30%. Thế mấy cái bọn nó đi nhặt đồ thanh lý về xong thì nó lại cộng vào, nó bán lên tí ngon lắm nhá. Đấy, quan trọng là phải hiệu quả. Thế nhưng mà ví dụ như thuốc thang, rồi thì mỹ phẩm, rồi thì hóa chất, rồi thì các thứ tay nghề thì phải là đầu tư cho nó tới bến, đúng không? Ok. Tính đến các cái dịch vụ tối thiểu cho khách hàng như chỗ để xe, chỗ ngồi đợi, chỗ nghỉ ngơi, giường dịch vụ, hay là các cái dịch vụ giá trị gia tăng, rồi thì tạo cảm giác sang trọng, chi tiết, rồi thì thấu đáo, thoải mái, ví dụ như chỗ sạc pin, wifi, âm nhạc, đúng không? Đấy, rồi thì trong lúc chờ đợi thì có thể có những cái ghế massage, hay là có những cái giường massage trong lúc chờ đợi, hay ngâm chân, nếu mình làm thêm những cái dịch vụ đấy rất là tốt nhá. Chú ý đến không gian, màu sắc, mùi vị, âm thanh, cảm nhận của khách hàng, rồi sự tử tế, ai đi qua cũng chào hỏi, ai đi qua cũng ân cần, thế thì người ta rất là vui, đúng không? Đấy, địa điểm phải thuận tiện, gần với khách hàng mục tiêu và nằm trong cái chiến lược phát triển chuỗi, tính toán chi phí vân vân, mọi thứ được chưa? Quay lại cái phần trước này, liên kết với các cái bài học về tài chính, rồi quay lại với phần trước nữa là những cái địa điểm mình nên chọn như thế nào, diện tích bao nhiêu mét là tiêu chuẩn, màu sắc thương hiệu vân vân, để mình có thể làm được về mặt dài hạn. Rồi mình phải làm việc với các cái đơn vị thi công thiết kế để làm gì, để khi mà có một phát thì cái thời gian thi công thiết kế nó ngắn nhất có thể. Tại sao là như vậy? Bởi vì cái thời gian thi công thiết kế nó ngắn ấy, thì nó sẽ tiết kiệm được cái tiền thuê nhà. Tính toán nó phải khớp như thế. À, ví dụ như là mình đàm phán xong một phát là nội thất đã phải chạy rồi, có khi chỉ 2 tuần là đã xong khai trương luôn. Thế thì từ lúc mà mình làm đến lúc mình khai trương khoảng độ 1 4 tuần như vậy thì mình phải chạy pre opening luôn. Đấy, thế để làm gì, chứ không phải là đến lúc khai trương mình mới chạy xong ngồi đợi veo mõm ra, mình phải chạy trước, chạy trước. À, thì trong cái chiến lược khai trương, bài giảng về khai trương thì tôi cũng sẽ nói những chiêu trò, những cách thức để khai trương hiệu quả, bởi vì mình còn khai trương nhiều, đúng không? À, ok. Đấy. Thế thì những cái vấn đề về marketing tìm kiếm khách hàng thì nó nằm trong phần số 3, để giúp các anh chị tìm kiếm khách hàng, bán được, tăng được doanh số và tăng được lợi nhuận. Thì cái mục này cũng sẽ rất là lớn, tôi sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn nhá. Ok, thì tạm dừng cái phần số 2 này ở đây. Chúng ta sẽ tiếp tục gặp nhau trong cái phần 3 La Mã, là cái phần tăng trưởng doanh số trong ngành làm đẹp. Và cái phần này thì nó chiếm đến tận là khoảng độ gần 200 slide. Rất nhiều, rất rất nhiều và rất công phu, rất hào hứng nhá. Và nếu như các anh chị mà nhận được những cái giá trị, các anh chị học được những điều gì đó, thì các anh chị hãy chia sẻ với người khác hoặc là chia sẻ với tôi. Có thể đăng lên Facebook, đăng lên Zalo, có thể là chúng ta sẽ trò chuyện và học hỏi lẫn nhau. Tôi cũng có rất nhiều thứ muốn học hỏi và muốn kết bạn với các anh chị. Cho nên chúng ta hãy hãy giao lưu, hãy hợp tác và hãy cùng thúc đẩy cái thương hiệu cá nhân của nhau lên. Tôi cũng sẽ giúp các anh chị xây dựng thương hiệu cá nhân tốt lên, và các anh chị cũng sẽ đẩy cái thương hiệu của tôi lên. Đấy là cái cách mà chúng ta sẽ win-win. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi series video này. Và chúng ta tạm kết thúc cái phần số 2 là một số những cái lời khuyên để các anh chị có thể quản lý chuỗi, để các anh chị có thể phát triển cái việc kinh doanh trong lĩnh vực làm đẹp như spa, thẩm mỹ viện hay là các cái sản phẩm mỹ phẩm thành công. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị và các bạn đã lắng nghe và học hỏi. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn.